Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ đeo lưng nha. Sẽ giới thiệu cho các bạn cây cắt cỏ đeo lưng này. Nó có cái thương hiệu là Maruyama và nó có cái tên là MBCS 32 các bạn. Cây BCS 32 này nó có cái nòng là 38 ly nha các bạn. Và dung tích xy lanh nó là 32 cc. Nó thuộc hệ đeo lưng nha. Máy ba lô đó các bạn, với tình trạng máy còn rất là đẹp, các bạn quan sát xem ha. Nó mang một cái chụp giật thường nha các bạn, nó là hệ máy đề ha, nhưng mà hiện giờ thì đề nó đã hư rồi các bạn, đề nó không còn đề được nữa do ở bãi về pin đó, nó chai hết ha, không có đề được. Giờ giật mình giật là vô tư thôi ha. Nó thì máy này thì nó cũng giống như cái máy cần thẳng thôi các bạn. Nó cũng có 100 xăng pha nhớt nha các bạn. Mình ngồi gạch tay mình tháo cái nắp ra không ạ. Nó là thuộc hai nắp xăng kính nha các bạn. Nó là Maruyama, là nắp xăng nó kính hết. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng nè, ha, xăng, xăng đây, xăng cộng với nhớt ha. Với tỷ lệ mình khuyên bà con dùng là cỡ khoảng từ 50 cc là thấp nhất các bạn, 50 cc nhớt trên 1 lít xăng. Tỷ lệ đó thấp nhất, mình có thể cao hơn 60 cc, 70 cc cũng được các bạn. Tỷ lệ đó thì cái máy mình nó chạy nó bền ha. 50 cc ha, 50 cc nhớt tốt, xăng tốt ha, 50 cc trên lít. Đây, còn đẹp rất là ngon ha, của Maru thì hết ý các bạn, nắp nó ngon lắm, nắp Maru nó không có bao giờ bị bể ha. Cái dòng nắp này các bạn, chứ không phải nói chung nắp Maru mấy dòng máy khác thì nó bể, chứ cái dòng nắp này là nó giống như mica vậy các bạn, nó không có cháy mà nó rất là bền các bạn. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ nha các bạn, chạy chế quạt khí quanh rồ. Đây các bạn quan sát máy rất là đẹp luôn, tinh luôn ha. Chế quạt khí quanh rồ đó. E gió nè, e gió bằng sắt nha các bạn. E gió bằng sắt rất là bền. Các bạn nhìn xem cái hệ đeo lưng của nó nè. Rất là ngon luôn, dây dây chạc nó còn rất là đẹp ha. Bộ lửa nó nè, mình không có gọi cho các bạn xem cái bộ lửa nó đẹp, bộ lửa nó còn trắng tinh các bạn. Đây Maruyama tum rời ha. Cái nút này là nút nút chốt cây láp này nha các bạn. Các bạn nhận xuống bằng, các bạn rút ra ha, các bạn nhận xuống đưa vô, nhận xuống đưa vô, nhận xuống rút ra ha, rất là đơn giản. Và cái hệ thống xúc kết của dây ga này thì giống như chế quạnh rồi thì các bạn nào cũng biết lắp ráp rồi ha, rất dễ. Mình tháo ở trên này, mình lắp ráp trên này, chế quạt khí quanh rồ thì lắp ráp trên này rất là dễ ha. Ở đây là hệ thống dây đề và dây công tắc ha. Này nó cũng có xúc kết đây các bạn, bấm bấm chỗ này nè. Đây, bấm đây là cái mỏ này nè, cái móc này nó hở lên ha. Đấy. Bấm là nó hở lên là mà các bạn giật ra ha, rất là dễ. Cần lắp nó đây các bạn. Con này 32 cho nên cần cái ống láp này nó cũng lớn ha. À, còn 26 thì cái đường kính ống láp này, ống láp mềm này nó nhỏ hơn ha. Các dây nè, dây rút của nó, dây ghim hết, dây nhật các bạn, dây nhật nha, dây rút, dây nhật. Hệ thống dây ga là nó vô và bao bọc rất là kỹ ha. Đây đây tay nắm nè, tay nắm của Maru thì hết ý kìa, không có bị bao giờ bị hư ha. Đây, đây là tay ga ha, tay ga. Đây cái công tắc này, công tắc dư nha các bạn, để dự phòng thôi.
công tắc dư. Nó xài cái công tắc này các bạn. Công tắc này vừa công tắc on off nè, là tắt máy nè ha. Và ở nút giữa này nó có nút đề nữa nè. Nhưng mà hệ thống đề là mình không có nói tới nha. Bỏ hệ thống đề thì mình không có nói tới. Mình chỉ dùng là giật thôi. Còn đề nó bị chai pin nó hư cái đề rồi các bạn. Tay nắm phía trước nè các bạn. Đó, các bạn nhìn tổng thể nó ha. Đó, như thế. Đó, tay ga, công tắc ha. Tay nắm phía trước nè. Tay cầm gọn nè. Cần láp nữa nè. Còn rất là đẹp. Chân cỏ nó nè. Cỏ rất là đã luôn ha. Zin ha các bạn. Cùi nè, cùi nó trắng tinh luôn các bạn. Cùi rất là đẹp luôn. Khích cháy luôn mà nó có chống dính cỏ tích cực nè. Chống dính cỏ tích cực này rất là hữu hiệu nha các bạn. Các bạn nhìn xem vậy cho nó rất là hữu hiệu. Nó không cho cỏ tiếp cận được cái cùi ha. Tới đây là cỏ nó cắt cỏ đánh văng ra hết, nó cắt ngọt liệm luôn, cắt đứt hết không cho nó tiếp cận sát cái cùi. Tại vì khi mà cái chống dính cỏ này nó quay nó đánh ra cho mình, cho nên mình gọi là nó tích cực ha. Nó tiêu cực là nó không có đánh cỏ ra. Còn cái này nó tích cực là nó vừa chống dính cỏ chén ấp ngược nè, mà nó vừa đánh. Nó có những cái răng này, răng thép nha các bạn. Nó đánh cỏ văng ra đứt hết. Cho nên không có cỏ nào mà xâm nhập được vô tới cái cùi hết. Cho nên mình đặt nó là chống dính cỏ tích cực. Mấy cái kia nó tiêu cực là nó không có đánh cỏ văng ra đó các bạn. Mình gọi nó không bình thường thôi. Còn cái này nó tích cực nha. Cỏ nào mà sát nhập vô sát cái cùi này là nó đánh văng ra hết. Nó cắt đứt hết. Đấy. Ở phía dưới này nó có chống mài mòn luôn các bạn. Cái chống dính cỏ tích cực này rất là hiếm nha các bạn. Rất là hiếm chứ không phải có nhiều đâu. Rất là hiếm. Và xài rất là sướng ha. Các bạn xài trải nghiệm thử. Rất là ngon, không có cỏ nào mà xâm nhập được vô tới cái cùi cho nên nó không có bao giờ dính cỏ được ha. Ở dưới này chống mài mòn đây các bạn, chống mài mòn ha, bảo vệ con ốc. Có không có không thành vấn đề các bạn. Các bạn có cái chống mài mòn này cũng được, không có cũng được, không thành vấn đề. Mình nếu mà bị mòn ốc mình tháo không được thì mình thay ốc mới thôi, bình thường thôi ha. Này nó các bạn thấy zin tất cả luôn nha, con ốc cũng zin luôn ha. Tại vì tình trạng máy rất là mới các bạn, rất là đẹp. Mình xem. Đấy. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Mình sửa cái máy lại rồi mình nổ cho các bạn xem. Nó rất là nhạy nổ luôn nha các bạn. Rồi mình giật nổ nha các bạn. Hơi nó. Các bạn nghe hơi không? Đấy, mà gu là hơi rất là dữ luôn. Đây ha, rồi mình giật nổ nha. Mình xuống dưới tay cầm này bật tắt nha các bạn. Đây, trong tắt dưới tay cầm đó nè. Đây mình xuống dưới mình tắt. Đây, đó là công tắc nha. Mình giật nổ lại nha. Lại nha. Rất là đơn giản các bạn. Đây để mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Đây, rất là khỏe luôn. 38 ly nha các bạn. 32 cc 38 ly. Đây. Lên ga nha. Chạy rất là êm các bạn. Rất là khỏe luôn. 38 ly 32 cc. Dòng tua nó cũng rất là nhanh ha. Dòng tua nó cũng khá nhanh. Chạy nghe rất là êm tai luôn. Các bạn nghe hơi nó chắc rồi đó. Nghe tiếng nổ canh ti của nó nghe đã ghê ha.
tiếng nổ găng ti, cái hơi của nó, hơi găng ti của nó này. Rất là mẻ mắt luôn ha, rất là dữ luôn, nổ như động cơ lớn nha các bạn. 38 ly ha. Rồi tắt nha các bạn. Đấy, rồi cái video mình giới thiệu cây Maruyama Balo 38 ly đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.